Tú Trinh và Kiều Khanh xin mến chào quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn đang tiếp tục đồng hành mua sắm cùng VTV Hyundai Home Shopping. Quý vị thân mến, ngay lúc này đây thì cả Trinh và Khanh đang cùng mang lại cho quý vị thêm một dòng sản phẩm nữa mà Trinh nghĩ rằng là cũng đã vô cùng quen thuộc với tất cả quý vị rồi. Đó chính là những chiếc mùng tự bung đến từ thương hiệu quen thuộc là thương hiệu Bảo Lộc quý vị nha. Những chiếc mùng của chúng ta vừa dễ dàng sử dụng nè, lại có màu sắc rất là trang nhã và nhiều kích thước cho mình dễ dàng lựa chọn nữa. Nhưng đặc biệt nhất đó chính là khi mình đã có được mùng tự bung của thương hiệu Bảo Lộc rồi thì từ nay đó quý vị, mỗi đêm khi mà chúng ta đi ngủ đó, mình sẽ không còn phải lo những cái loại côn trùng độc hại nè ảnh hưởng tới sức khỏe của mình nha, không phải lo khói bụi bên ngoài nữa. Bên cạnh đó thì với mức giá hấp dẫn kèm theo quà tặng thì đây là một cơ hội mà chúng ta không nên bỏ qua đó quý vị. Và với những chiếc mùng tự bung đến từ thương hiệu Bảo Lộc thì sẽ có hai kích thước khác nhau quý vị nha. Đúng phù rồi. Hợp với lại những cái cỡ nệm khác nhau như là 1m6 x 2m hay là 1m8 x 2m. Và khi mà sở hữu và đặt mua hàng đó quý vị thì chúng ta hoàn toàn có thể là lựa chọn theo những cách thức khác, ví dụ như là mua cùng một lúc hai chiếc mùng 1m8 nè, mua cùng lúc hai chiếc mùng 1m6, hay rồi. Là thậm chí là mua hai mùng nhưng mà một mùng 1m6 hay là một mùng 1m8 thì đều được cả quý vị nha. Mức giá bán rất là ưu đãi, chúng tôi đang mang đến là 559.000 đồng mà thôi quý vị ạ. Và chúng tôi sẽ còn tặng cho quý vị thêm một bộ quà tặng hấp dẫn nữa, đó chính là một bộ ráp không mền. Ráp không mền tức là trong cái bộ sản phẩm này thì chúng ta sẽ có là hai áo gối nằm nè, một áo gối ôm và còn có thêm là một tấm ráp phù hợp với lại kích cỡ nệm của gia đình quý vị. Và cứ trao đổi điều đó cùng với những tổng đài viên của VTV Hyundai Home Shopping quý vị nha. Hãy để cho chúng tôi có cơ hội phục vụ quý vị tận nhà tại 63 tỉnh thành trên cả nước. Thưa quý vị, có thể thấy rằng là giấc ngủ đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với chúng ta đúng không ạ? Và mỗi khi mà chúng ta ngủ mỗi đêm mà mình luôn luôn bị đánh thức bởi là tiếng côn trùng khó chịu và những loại côn trùng độc hại như là muỗi nè, ruồi nè, gián và kiến nữa thì sẽ khiến cho mình cảm thấy không hề an tâm một chút nào cả. Vậy thì giải pháp là gì đây? Giải pháp đó chính là những chiếc mùng tự bung đến từ thương hiệu Bảo Lộc. Như quý vị và Kiều Khanh cũng thấy rằng là chúng ta dễ dàng sử dụng lắm đúng không ạ? Mùng của mình có bộ khung rất là chắc chắn nha. Và bên cạnh đó là còn có màu sắc trang nhã nữa. Đồng thời với thiết kế đó chính là phần lưới vải tuyên như thế này nè, vừa thoáng mát vừa dễ chịu mà những loại côn trùng độc hại sẽ không thể bay vào bên trong được, cho nên là chúng ta vẫn có thể là yên tâm ngủ ngon giấc vào mỗi đêm luôn đó. Và khi mà đã sở hữu những chiếc mùng tự bung Bảo Lộc rồi thì chúng ta cũng sẽ tiết kiệm được rất là nhiều khoảng thời gian. Thay vì trước đây là mình phải lựa chọn bốn góc nó cân xứng với nhau thì mình có thể là giăng những chiếc mùng kiểu cũ lên và nhiều khi nó lại bị trùng chẳng hạn. Đúng và rồi. Da chúng ta tiếp xúc và cận vào những chiếc mùng như vậy thì mình cũng vẫn sẽ bị côn trùng đốt xuyên qua mùng quý vị nha. Bây giờ mùng tự bung Bảo Lộc nó rất là căng như thế này đây. Sau khi mà chúng ta kéo dây kéo lại thì mình sẽ yên tâm là không gian bên trong rất là kín để có thể là bảo vệ những thành viên trong gia đình của mình khỏi bị côn trùng cắn quý vị nha. Thoải mái và cảm thấy thật dễ chịu với giấc ngủ thật là ngon. Thưa quý vị, chăm sóc giấc ngủ mỗi đêm cho cả gia đình của mình với bộ hai mùng tự bung đến từ thương hiệu Bảo Lộc với mức giá bán ưu đãi trên VTV Hyundai Home Shopping là 559.000 đồng quý vị nha. Có hai kích thước cho mình dễ dàng lựa chọn phù hợp với chiếc giường trong gia đình của mình, 1m6 x 2m hay là 1m8 x 2m nữa. Màu sắc ngẫu nhiên giao về tặng nhà, quý vị có ngay quà tặng là một bộ ráp không mền cùng kích thước với mùng và có màu sắc tươi tắn quý vị nha. Bảo vệ giấc ngủ cho cả gia đình của mình với bộ hai mùng tự bung Bảo Lộc. Mùng tự bung Bảo Lộc có thiết kế thông minh và màu sắc trang nhã. Khung mùng được làm bằng thép đàn hồi, dễ dàng xếp lại. Chất liệu vải tuyên nhẹ, thoáng khí. Một cửa ra vào với thiết kế khóa kéo hai mặt trong và ngoài tiện lợi. Mỗi góc mùng đều có thun giữ cố định với nệm, phòng tránh được những côn trùng có hại. Và với mùng tự bung của thương hiệu Bảo Lộc, quý vị an tâm khi mà chúng ta sử dụng mỗi ngày luôn. Bởi vì sao ạ? Dễ dàng cất giữ, thao tác đơn giản và chúng ta sử dụng được ở nhiều không gian khác nhau. Mùng tự bung Bảo Lộc không còn sợ côn trùng, muỗi hay là bụi bặm làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình, đảm bảo giấc ngủ ngon và sâu cho cả gia đình. Quý vị thân mến, điều gì mà khiến chúng ta thường hay lo lắng vào mỗi đêm khi mình đi ngủ ạ? Khi mà mình đã chuẩn bị được bộ ráp sạch sẽ rồi Khanh ha, có mùi thơm dễ chịu rồi thì đôi khi á, chúng ta cảm thấy rằng là lo lắng là mỗi khi mà trời mưa nhiều quá hoặc là thời tiết thay đổi thì những cái loại côn trùng như là kiến cũng nhiều hơn nè, rồi gián nữa, chưa kể là những cái con muỗi rất là nguy hiểm quý vị nha. Mà quý vị biết rằng á, muỗi khi mà nó chích vào trong cơ thể của mình nha thì rất là nguy hiểm luôn, nào là những căn bệnh như là sốt xuất huyết nè, thậm chí là cả Zika nữa, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người lớn tuổi và nhất là trẻ nhỏ trong gia đình của mình. Vậy thì những lúc như vậy chúng ta thường phải làm gì đây để mình có được một giấc ngủ thật là an toàn, thật là trọn vẹn? Có rất là nhiều gia đình chúng ta đã lựa chọn là những chiếc mùng đó Khanh ơi. Nhưng mà đôi khi là kiểu cũ, trước đây Trinh thấy là ở bốn góc tường của nhà mình nha, là chúng ta phải đóng vào đó là bốn cái đinh hay là bốn cái móc, sau đó chúng ta là phải giăng từng cái góc mùng ra. Đôi khi nó hơi mất thời gian, nó hơi bất tiện một chút xíu nữa. Nhưng mà giờ đây đó quý vị, thì đây là một dòng sản phẩm mà Trinh nghĩ rằng là không cần phải chia sẻ quá nhiều. Quý vị cũng đã rất là quen thuộc với VTV Hyundai Home Shopping rồi. Đó chính là những chiếc mùng tự bung đến từ thương hiệu Bảo Lộc.
Và như quý vị thấy rằng là với thiết kế của mùng tự bung bảo lộc đó thì nó có màu sắc rất là đẹp Khanh ha. Bên cạnh đó thì nó lại còn có không gian rộng rãi bên trong nữa, nên cả nhà của chúng ta có thể là thoải mái ngủ bên trong mà không phải lo những côn trùng độc hại đâu đó. Chính xác rồi đó Trinh. Và sau khi mà chúng ta đi vào bên trong nè, chúng ta sử dụng cái khóa kéo hai mặt, tức là có thể là kéo từ bên ngoài hoặc kéo từ bên trong quý vị nha. Kéo lại thì nó sẽ tạo ra một không gian kính, mà kính ở đây là kính đối với các loại côn trùng thôi. Các loại côn trùng không thể là xâm nhập vào bên trong để cắn hay đốt mình. Tuy nhiên là chúng ta vẫn cảm thấy là rất là dễ thở và thoải mái, thông thoáng ở bên trong quý vị nha. Với một cái lớp vải tuyên rất là mềm mại và dễ chịu như thế này của chiếc mùng bảo lộc. Còn phần khung thép đàn hồi rất là tốt quý vị nha. Khung thép thì để đảm bảo cái sự chắc chắn và cũng như là cái một độ căng nhất định của chiếc mùng bảo lộc này khi mà chúng ta đã tự bung nó ra. Bên cạnh đó nữa, tuy nhiên là nó cũng có một cái độ đàn hồi rất là tốt. Kiều Khanh có thể là thử nhấn như thế này cho quý vị quan sát nha. Điều này giúp cho chúng ta có thể là mỗi buổi sáng nè, sau khi mình ngủ dậy rồi thì mình có thể là xếp chiếc mùng này lại một cách tự tin mà không hề lo ngại đến vấn đề đó chính là có thể là làm gãy hay là làm hư khung của chiếc mùng chẳng hạn. Đúng rồi, và như quý vị thấy rằng là chúng ta có một bộ khung bằng thép rất là chắc chắn phong quý vị. Mà bên cạnh đó thì sẽ còn có thêm một ưu điểm của mùng bảo lộc nữa, đó chính là cái phần khóa kéo đó quý vị à. Phần khóa kéo là khép cả hai mặt luôn nha, cả mặt trong và cả mặt ngoài nữa. Cho nên Khanh thấy là nhiều khi là chúng ta đứng bên ngoài như thế này nè, mình vẫn có ngay là chính là khóa kéo phía bên ngoài. Hay là chúng ta đang ngồi bên trong chiếc mùng này thì mình vẫn có là cái phần khóa kéo bên trong, tức là kéo được cả hai mặt, mặt trong và cả mặt ngoài luôn. Và quý vị thấy là với phần khóa kéo rất là chắc chắn nha quý vị, từng đường may vô cùng chắc chắn, và khi mà chúng ta kéo xuống như thế này đây, nó rất là mượt mà quý vị nha, và nó kéo được cả hai mặt. Bây giờ là Trinh đang mở mặt ngoài đúng không ạ? Nhưng mặt trong thì chúng ta vẫn hay là chúng ta kéo xuống như thế này đó, Trinh đang luồn tay vào phía bên trong quý vị nha. Như vậy là mình kéo được là cả mặt trong lẫn mặt ngoài luôn, rất là dễ chịu như vậy nha quý vị. Cho nên là chúng ta cứ an tâm khi mà mình sử dụng mỗi ngày quý vị nha. Và bây giờ thì quý vị có thể thấy rằng là khi mà chúng ta có được những chiếc mùng của thương hiệu Bảo Lộc rồi thì đầu tiên đó quý vị, nhà của mình có những chiếc nệm khác nhau, những chiếc giường khác nhau với kích thước là 1m6 x 2m hay là 1m8 x 2m thì chúng ta không cần phải lo lắng gì cả. Cứ gọi điện thoại lên tổng đài của chúng tôi và sẽ nhận được sự tư vấn rất là cụ thể luôn. Hoặc là đôi khi quý vị chúng ta mua một chiếc mùng 1m6 và một chiếc mùng còn lại với kích thước là 1m8 thì vẫn được quý vị nha, để cho phù hợp với lại mỗi chiếc giường trong không gian sống của gia đình mình. Và bây giờ thì quý vị nhìn xem nha, với chất liệu là vải tuyên thoáng mát như thế này nè, ngồi ở bên trong hay là bên ngoài chúng ta nhìn vào vẫn rất là dễ dàng quan sát luôn. Đồng thời là cái chất liệu vải tuyên như vậy đó Khanh ơi, nên nó vô cùng nó thoáng mát quý vị nha. Gió vẫn có thể luồn vào bên trong và đảo chiều liên tục như vậy. Ngủ bên trong chúng ta sẽ không bị nóng nực nè, không bị khó chịu. Và những màu sắc của từng chiếc mùng tự bung bảo lộc đều là những màu rất là cơ bản đó Khanh à. Và Trinh nghĩ rằng là những màu này là phù hợp cho mỗi người với nhiều cá tính khác nhau luôn. Chính xác rồi. Và trong quá trình là lựa chọn mua sắm về trong không gian gia đình của mình á, thì chúng ta hoàn toàn có thể là trao đổi với những tư vấn viên tổng đài. Và mình có thể là sở hữu cùng một lúc là hai chiếc mùng với cùng kích thước như là 1m6 x 2m hoặc là 1m8 x 2m. Tuy nhiên là nếu như mà ở gia đình mình một phòng cha mẹ chẳng hạn và có nệm lớn hơn là 1m8 x 2m thì mình sở hữu một chiếc mùng 1m8 và bên cạnh đó mình sở hữu thêm một chiếc mùng nữa trong cùng một bộ sản phẩm và trong một lần mua sắm luôn, nhưng mà kích cỡ lại là 1m6 x 2m. Rất là tiện lợi để cho quý vị có thể là dễ dàng cân nhắc và mua sắm phải không ạ? Đúng rồi thưa quý vị. Và khi mà chúng ta nhận về tại nhà của mình thì quý vị thấy rằng là mùng của chúng ta sẽ được đựng trong những chiếc bao rất là đẹp mắt quý vị nha, và có cả cái phần quai cầm nữa để cho mình có thể là chúng ta dễ dàng mang đến nhiều không gian khác nhau. À Khanh ơi, mùng tự bung của Bảo Lộc nha, có thể là chúng ta dùng ở trong phòng ngủ nè, rồi ở phòng khách nè, rồi nhất là những khi mà chúng ta đi du lịch, đi chơi xa đó, nhà của mình mà có em nhỏ thì mình vẫn nên mang theo nha quý vị. Để làm chi ạ? À? Để mình có thể là bảo vệ giấc ngủ cho cả nhà của mình luôn. Trên tay của Trinh bây giờ là chiếc mùng Bảo Lộc, khi mình lấy ra khỏi những chiếc túi như thế này rồi, quý vị thấy không, rất là gọn nhẹ như thế này nha. Trọng lượng là vô cùng gọn nhẹ như vậy luôn, và lại còn dễ dàng trong việc mà chúng ta sẽ bắt đầu là bung chiếc mùng này ra và không cần phải nhờ ai nữa nha quý vị. Đó, mình chỉ cần bọc cái phần thun cố định này và sau đó mình dễ dàng chúng ta rồi bung ngay chiếc mùng này ra như thế này mà thôi. Rất là nhanh chóng phải không ạ? Mùng của chúng ta lớn như thế này nè quý vị ơi. Và nhưng mà rất là gọn nhẹ luôn đó. Và đây chính là một chiếc mùng 1m8 x 2m quý vị nha. Và khi mà bung ra rồi thì quý vị có thể thấy là nó còn cao hơn cả cái chiều cao của Tú Trinh nữa. Và như vậy là khi là chúng ta chui vào bên trong đó thì mình sẽ cảm thấy là một cái độ rộng và một cái thể tích rất là thoải mái để chúng ta có thể là dễ dàng mình di chuyển ở phía bên trong mùng nè, trên tấm nệm của những thành viên trong gia đình của mình quý vị nha. Và cũng như tên gọi của nó đó chính là mùng tự bung bảo lộc đó quý vị. Khi mà chúng ta tháo cái phần dây chung cố định ra thì sau đó chiếc mùng sẽ tự bung lớn ra luôn. Không có cần phải phụ thuộc vào những nơi trong gia đình của mình mà phải có bốn cái góc khác nhau để mình cố định những chiếc mùng kiểu cũ như trước đây nữa quý vị nha.
và cái thao tác xếp lại đôi khi là chúng ta sẽ cảm thấy là hơi khó khăn ở những ngày đầu, bởi vì mình chưa có quen với cái nếp của nó đó quý vị. Tuy nhiên là sau một vài lần mà mình thử thao tác đi thao tác lại mà thôi, ví dụ như Kiều Khanh lẫn Tú Trinh chẳng hạn, thì sau đó chúng ta sẽ dễ dàng xếp được chiếc mùng bảo lộc này, và chúng ta có thể là tém lại nó một cách kỹ lưỡng một tí xíu và mình nhét lại vào bên trong cái bao đựng đi kèm của nó quý vị nha. Và đúng sau đó mình cứ cho lên trên nóc tủ hoặc là cho dưới gầm giường đó quý vị, ở đâu cũng rất là gọn gàng nè. Và quý vị thấy rằng là đôi khi là nếu như mà các chị em phụ nữ như Trinh chẳng hạn, với lần đầu tiên mà chúng ta dùng mùng bảo lộc, hoặc là lần thứ hai lần thứ ba mình thấy rằng cái bộ khung nó vẫn còn cứng quá và chắc chắn quá, quý vị cũng đừng có lo nha. Quý vị thấy rằng là Trinh chỉ gặp một chút khó khăn thôi, nhưng mà sau đó thì sao vẫn có thể là tự mình chúng ta gấp lại chiếc mùng bảo lộc rất là gọn nhẹ như vậy thôi. Và nếu như có thời gian thì quý vị chỉ cần đơn giản hơn là mình chỉ cần là chúng ta cố định lại với lại cái phần dây chun tự động ban đầu, là mùng của chúng ta có thể cất gọn vào ngay trên miệng chiếc túi như thế này. Sau đó thì mình có thể dễ dàng chúng ta mang đến nhiều không gian khác nhau, và một lần nữa trọng lượng là vô cùng gọn nhẹ nha quý vị. Mình có thể là mang đến được nhiều không gian nè, dễ dàng di chuyển và những màu sắc vô cùng trang nhã luôn. Quý vị thân mến, thời gian mua sắm của chúng ta cũng đang bắt đầu trôi dần qua rồi đó. Sở hữu ngay mùng tự bung của thương hiệu Bảo Lộc ngày hôm nay, mức giá đã hấp dẫn rồi mà nhất là sẽ còn có thêm một bộ quà tặng đi kèm nữa. Bộ quà tặng đi kèm quý vị cũng đang quan sát ở trên màn hình tivi nhà mình luôn, đó chính là một bộ ráp không mền nữa quý vị nha. Tức là chúng ta sẽ có hai áo gối nằm nè, một áo gối ôm quý vị nha, và còn có thêm là một tấm ráp nữa. Với kích cỡ thì chúng ta sẽ giao đến ngẫu nhiên, hoặc là quý vị cứ trao đổi cùng với những nhân viên tổng đài của chúng tôi để lựa chọn ra một cái kích cỡ phù hợp với nệm có sẵn ở trong gia đình của mình. Có thêm quà tặng rất là hấp dẫn rồi, và điều này cũng sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng cân nhắc hơn khi mua sắm. Tuy nhiên yếu tố quan trọng nhất vẫn là mức giá có hợp lý hay không, phải không ạ? 559.000 đồng là một mức giá cực kỳ ưu đãi luôn, dành cho đến hai chiếc mùng trong một bộ sản phẩm chính quý vị nha. Chúng ta có thể là lựa chọn hai chiếc mùng cùng kích thước, hoặc có thể là lựa chọn một chiếc 1m6, một chiếc 1m8 đều được cả. Màu đúng sắc rồi, ngẫu nhiên chúng tôi sẽ giao đến cho quý vị. Và quà tặng như đã giới thiệu từ trước là một bộ ráp không mền. Và do đó thì khi mà chúng ta đã có được bộ sản phẩm này rồi thì quý vị đừng có lo lắng là chúng ta ngủ vào mỗi đêm mình sẽ không còn sợ côn trùng nè, muỗi nè, và cả bụi bặm ở bên ngoài nữa quý vị nha. Có được mùng tự bung của thương hiệu Bảo Lộc, mức giá hấp dẫn 559.000 đồng mà thôi. Quý vị ơi, nhanh chóng gọi điện thoại đặt hàng ngay bây giờ cùng với tổng đài quen thuộc của VTV Hyundai Home Shopping nào. Chúng tôi sẽ giao chọn bộ sản phẩm này về tận nhà cho quý vị luôn nha. Và quý vị cứ yên tâm là luôn luôn miễn phí giao hàng 63 tỉnh thành trên cả nước, để từ nay mỗi đêm mình sẽ an tâm thật nhiều về giấc ngủ của mỗi thành viên trong gia đình mình. Bộ hai mùng tự bung Bảo Lộc, mức giá ưu đãi tại VTV Hyundai Home Shopping chỉ 559.000 đồng. Có hai kích thước để chúng ta lựa chọn và sở hữu là 1m6 x 2m hoặc 1m8 x 2m. Màu sắc giao hàng ngẫu nhiên quý vị nha. Tặng ngay một bộ ráp không mền cùng kích thước với mùng và màu sắc ngẫu nhiên, bảo vệ giấc ngủ cho cả gia đình. Và với mùng tự bung của thương hiệu Bảo Lộc thì đây là sản phẩm có thiết kế thông minh và màu sắc trang nhã nữa, với khung mùng được làm bằng thép đàn hồi kết hợp cùng với chất liệu vải tuyên nhẹ thoáng khí, giúp cho luồng gió dễ dàng di chuyển vào bên trong đó quý vị. Có một cửa ra vào với thiết kế khóa kéo cả hai mặt luôn, bên trong và bên ngoài rất là tiện lợi nha. Mỗi góc mùng đều có phần khung giữ cố định với phần nệm nên chúng ta cứ an tâm ngủ mỗi đêm. Với mùng tự bung Bảo Lộc giúp cho mình phòng tránh được những loại côn trùng có hại. Mùng tự bung Bảo Lộc dễ dàng sử dụng và cất giữ, thao tác đơn giản, sử dụng được ở nhiều không gian trong gia đình mình. Và bên cạnh đó thì ngày hôm nay khi mà quý vị chúng ta mua sắm ngay mùng tự bung Bảo Lộc rồi thì mình không chỉ là an tâm hơn về mức giá nha, mà mình sẽ không còn phải lo sợ côn trùng, muỗi hay là bụi bặm tác động vào giấc ngủ của chúng ta vào mỗi đêm nữa đó. Từ đây đảm bảo giấc ngủ ngon hơn và sâu hơn cho cả gia đình. Mùng tự bung Bảo Lộc cực kỳ dễ dàng khi sử dụng, bởi vì chúng ta chỉ cần mất 3 giây mà thôi để có thể là giăng mùng và chuẩn bị sẵn sàng cho giấc ngủ của tất cả các thành viên trong gia đình của mình quý vị nha. Và hãy nghĩ đến những ngày trước đây xem ạ, chúng ta phải lựa chọn những nơi đặt giường, là những nơi mà chúng ta có thể là thiết kế những cái bốn góc cố định khác nhau để mình có thể là treo những chiếc mùng kiểu cũ lên, và nhiều khi là mùng sử dụng lâu ngày nó bị nhão, bị chung chẳng hạn, và chúng ta cũng sẽ tốn thêm một cái khoảng thời gian nhất định nữa để làm căng phòng những chiếc mùng như vậy, quả là rất rắc rối không ạ. Và ngày hôm sau mỗi buổi sáng chúng ta mất thêm bao nhiêu thời gian để mình xếp gọn mùng mền lại ạ. Bây giờ sử dụng mùng tự bung Bảo Lộc, đơn giản cả khi bung ra và đơn giản cả khi xếp gọn lại quý vị nha. Không còn lo lắng về những cái loại côn trùng có hại có thể là xâm nhập vào bên trong không gian mùng nè và cắn đốt gây tổn hại đến sức khỏe của những thành viên trong gia đình mình nữa. Đúng rồi, và như Khanh thấy rằng là ở nhà của chúng ta thì có nhiều chiếc giường khác nhau nha, thì mình cũng không cần phải lo lắng cả, bởi vì mùng tự bung của thương hiệu Bảo Lộc có hai kích thước cho quý vị dễ dàng lựa chọn luôn, khổ 1m6 hoặc là 1m8. Quý vị ngay bây giờ mình đặt hàng chỉ cần gọi lên tổng
tổng đài quen thuộc của VTV Hyundai Home Shopping để sở hữu ngay bộ hai mùng tử bốn phút thương hiệu Bảo Lộc, mức giá vô cùng hấp dẫn 559.000 đồng, nhận tặng thêm một bộ rác không mền với số lượng có hạn. Hãy nhanh chóng lên thưa quý vị. Cảm ơn quý vị thân mến vẫn tiếp tục theo dõi chương trình của VTV Hyundai Home Shopping. Và có một điều mà Kiều Khanh cần phải chia sẻ ngay cùng với quý vị, đó chính là mùng tự buông Bảo Lộc là một trong những sản phẩm cực kỳ được yêu thích tại VTV Hyundai Home Shopping luôn. Và sở dĩ có được điều này là bởi vì thiết kế rất là thông minh của nó nha quý vị. Mỗi khi mà chúng ta chuẩn bị sẵn sàng là chuẩn bị giường nè, sau đó là chuẩn bị đến mùng để mình chuẩn bị đi ngủ chẳng hạn, thì chúng ta là chỉ cần lấy ra, tháo cái sợi dây chung cố định ra mà thôi. Và sau đó sau khoảng 3 giây quý vị nha, chiếc mùng có thể là tự bung ra và chúng ta chỉ cần là đặt ngay lên trên tấm nệm của gia đình mình. Có hai kích cỡ để lựa chọn là 1m6 x 2m hoặc là 1m8 x 2m để cho nó phù hợp với lại nệm có sẵn trong gia đình của mình đó quý vị. Còn cái khung thép nè, tuy làm bằng chất liệu thép để có thể là đảm bảo cái kết cấu của nó bền bỉ sử dụng lâu dài, tuy nhiên nó lại còn có thể là sở hữu độ đàn hồi rất là ấn tượng như thế này nữa quý vị nha. Ví dụ như Kiều Khanh có thể là nhấn mạnh tay hơn nha, nhấn sâu thấp xuống luôn, nhưng mà sau đó nó sẽ trở về với hình dạng ban đầu, đảm bảo một cái không gian rất là thoáng ở bên trong cái nệm ngủ của mình quý vị nha. Và rất là yên tâm bởi vì cái lớp vải tuyên này tuy là nó thoáng khí đó, nhưng mà nó vẫn có đủ độ che chắn để những loại côn trùng có hại khó có thể xâm nhập được vào bên trong và cắn đốt, gây ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là giấc ngủ của những thành viên trong gia đình của mình. Chất liệu rất là mềm nhẹ và thoáng mát, cũng như là chúng ta rất là dễ dàng vệ sinh giặt giũ sau một thời gian nhất định sử dụng quý vị nha. Còn đây chính là lối mà chúng ta có thể là ra vào ngay cả khi đã cố định chiếc mùng Bảo Lộc này lại, và dây khóa kéo hai mặt để chúng ta có thể kéo từ bên trong lẫn bên ngoài chiếc mùng này luôn quý vị nha, rất là tiện lợi. Và sau khi mà chúng ta đã kéo lên rồi thì mình có thể là vấn cái phần cửa ra lên và mình có thể là sử dụng cái phần dây đã thiết kế sẵn như thế này để mình có thể là cố định luôn quý vị nha. Và điều này cũng giúp cho chúng ta có thể là mình chuẩn bị mùng sẵn thôi nhưng mà mình chưa đi ngủ liền, thì nơi đã tạo ra một cái lối đi ra đi vào rất là thoải mái và thoáng như vậy để cho những thành viên trong gia đình có thể là đi ra đi vào trước khi là ổn định và chuẩn bị cho giấc ngủ quý vị ạ. Và như Khanh nói thì đúng là chiếc mùng của chúng ta rất là dễ dàng sử dụng phải không quý vị. Và đôi khi là chúng ta bung chiếc mùng tự bung của thương hiệu Bảo Lộc ra thì mình không có mất nhiều thời gian đó Khanh ơi, là chỉ từ 3 đến 5 giây mà thôi, hoặc là 10 giây chút xíu thôi à, là mình đã có được, đó chính là một không gian nghỉ ngơi cực kỳ thoải mái luôn. Và ngay lúc này đây thì Trinh sẽ bước vào bên trong không gian này luôn quý vị nha. Đó, rất là dễ chịu nha. Mình chỉ cần là trước khi mà chúng ta đi ngủ đó quý vị, mình bung sẵn là chiếc mùng Bảo Lộc như thế này nè, mình kết hợp cùng với phần dây chun cố định ở ngay trên mỗi chiếc nệm của gia đình mình. Sau đó thì mình chỉ cần chúng ta nhẹ nhàng chúng ta đi vào bên trong mà thôi. Wow, ở trong đây thì quý vị nhìn xem nào. Mình sẽ có một không gian rất là trọn vẹn ở đây nha quý vị. Và khi mà chúng ta bước vào trong rồi đó thì mình sẽ bắt đầu là chúng ta sẽ kéo luôn cả cái phần cửa như thế này nè quý vị. Và nó sẽ có là cả hai khóa kéo nha, ở bên trong và cả ở bên ngoài nữa. Mình kéo vào rất là dễ dàng như vậy. Trinh đang ngồi bên trong và Trinh đang kéo xuống từ từ cho hết cả cái phần cánh cửa của mình luôn quý vị nha. Đó, quý vị cứ yên tâm nha. Rồi, xong rồi. À, giờ đây thì Khanh ơi, đúng là với cái chất liệu vải tuyên nha, nó rất là nhẹ nhàng như thế này đây, mình vẫn có thể là quan sát được mọi vật đang diễn ra bên ngoài, mà đồng thời là mình vẫn yên tâm là cái luồng gió nó vẫn di chuyển vào bên trong và nó liên tục nó đảo chiều khiến cho mình không có hề cảm giác bị nóng quý vị nha. Và thêm một ưu điểm nữa chính là những cái loại côn trùng độc hại như là ruồi nè, muỗi nè, gián kiến nè và cả bụi bặm nữa, nó sẽ không đi vào bên trong không gian mà chúng ta nghỉ ngơi. Ngay lúc này đây thì mình vừa có một không gian vừa thoáng mát nè quý vị, mà đồng thời á là mình sẽ vẫn cảm thấy rất là dễ chịu luôn khi mà chúng ta sẽ có được, đó chính là wow, cả một không gian nghỉ ngơi như thế này thật là trọn vẹn quý vị nha, với chiếc mùng tự bung của thương hiệu Bảo Lộc như vậy và với cái bộ khung bằng thép cực kỳ chắc chắn luôn quý vị ạ. Cùng với lại cái phần dây chun cố định ở bốn góc mùng như thế này cho nên nệm của mình nó sẽ không có bị xê dịch thế này đâu. Do đó thì khi mà chúng ta nghỉ ngơi sẽ cực kỳ cảm thấy dễ chịu luôn đó quý vị ơi. Chính xác rồi, như vậy là cả cái chất lượng của giấc ngủ cũng như là sức khỏe của những thành viên trong gia đình của mình từ nay cũng sẽ được bảo vệ một cách rất là hiệu quả đúng không Trinh? Và cái cách sử dụng mùng Bảo Lộc cũng rất là đơn giản và tiện lợi quý vị nha. Khi mà lấy chiếc mùng trực tiếp từ trong cái bao bảo vệ đó mà đi kèm trong bộ sản phẩm thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái sợi dây chung cố định như thế này. Sau đó chúng ta cần là gỡ ra và chiếc mùng sẽ tự bung ra quý vị nha. Đó, chỉ cần là khoảng 3 giây mà thôi là chiếc mùng sẽ tự bung ra như thế này phải không ạ? Khổ rất là lớn quý vị nha. Trên tay Kiều Khanh lúc này là khổ 1m8 đó, nên nó cao hơn Kiều Khanh luôn nè. Phải nhấn nó xuống thì mình mới có thể là thấy quý vị được. Tuy nhiên bây giờ chiều cao của nó rất là ấn tượng quý vị nha. Và khi mà chúng ta xếp lại á thì rất là tiện lợi Tú Trinh ha. Đúng bây rồi. Giờ mình chỉ cần là thực hiện thao tác xếp lại rất là đơn giản.
giản quý vị nha. Vào thời gian đầu á, lúc mà mới làm quen với chiếc mùng này thì Kiều Khanh cũng cảm thấy là hơi khó khăn một tí xíu, nhưng mà sau một thời gian tập luyện á, bắt đầu là quen với cái nếp của nó rồi thì cái điều này trở nên dễ dàng hơn quý vị nha. Và quý vị cũng cứ yên tâm là nếu như mà các ông chồng trong gia đình của mình á, nếu mà họ có thời gian thì họ xếp giùm mình, còn nếu như mà các ông chồng á, cũng bận á, thì mình tự làm cũng được, rất là đơn giản và rất là dễ dàng, tiện lợi, gọn nhẹ như thế này phải không ạ? Đúng rồi, nhìn Khanh làm Trinh cảm thấy rất là thích luôn đó Khanh. Và Khanh làm khéo hơn Trinh rất là nhiều khi mà Trinh thấy rằng là mình đã quen rồi Khanh ha. Thì cái thao tác tay của mình là cực kỳ đơn giản, mình chỉ cần có hai lần chúng ta gấp lại mà thôi quý vị ơi, là chiếc mùng của chúng ta đã nhỏ gọn như quý vị thấy đó. Và có thêm một cái phần dây chun nữa, đó là chúng ta cứ cố định lại là bộ khung bằng thép đã cùng với lớp vải tuy nó sẽ bọc rất là gọn gàng. Sau đó là mình cho vào những chiếc túi như thế này đây. Và những chiếc túi của chúng ta còn có thêm các cái phần tay cầm tiện lợi nữa, nên khi mà quý vị chúng ta không sử dụng những chiếc mùng từ bông bảo lộc, mình cứ gấp gọn lại chúng ta cho vào bên trong như vậy. Và sau đó thì mình có thể là chúng ta mang đến văn phòng làm việc nè, mình nghỉ trưa nè, chúng ta mang đi chơi xa nè, đi cắm trại cho cả nhà của mình nè, mình di chuyển từ không gian này sang cả không gian khác nữa. À và quý vị đừng quên nha, mình sẽ còn có thêm một quà tặng là một bộ ráp không mền, bao gồm là hai vỏ gối nằm, một vỏ gối ôm và cả một ráp bọc nữa, cùng kích thước với lại mùng và nệm mà chúng ta lựa chọn luôn đó quý vị ạ. Do đó thì khi mà nhà của mình, trước đây mình đã mất nhiều thời gian khi mà chúng ta là phải mắc mùng vào mỗi đêm, thì giờ đây từ 3 giây đến 10 giây thôi, mình tự bung ngay chiếc mùng tự bung bảo lộc. Và giờ đây thì mình sẽ có một không gian nghỉ ngơi rất là an toàn, không lo những loại côn trùng nè, ruồi, muỗi, gián hay là kiến nữa, không lo bụi bặm sẽ xâm nhập vào bên trong không gian mà chúng ta nghỉ ngơi. Từ đó thì cả nhà của mình, từ người lớn tuổi, trẻ nhỏ, những chị em phụ nữ đang mang thai sẽ có một giấc ngủ thật là ngon và trọn vẹn vào mỗi đêm đó quý vị. Đúng rồi đó, Trinh nhắc đến một đối tượng mà nãy giờ mình cũng quên về việc chia sẻ đúng không? Đó chính là các chị em phụ nữ đúng mang rồi, thai nè, rất là cần bảo vệ sức khỏe của mình một cách kỹ lưỡng quý vị nha, để đảm bảo sự an toàn của chính con xác. Yêu ở trong bụng của mình nữa. Còn ví dụ như là các bé nhỏ trong gia đình của mình hay là người lớn tuổi cũng cần bảo vệ luôn. Như vậy là phải bảo vệ triệt để cả gia đình mình phải không ạ? Do đó hãy mua sắm ngay bộ hai mùng tự bung bảo lộc quý vị nha. Mức giá mà chúng tôi đang đem đến cực kỳ ưu đãi nha, 559.000 đồng mà thôi. Có hai kích thước để lựa chọn và chúng ta hoàn toàn có thể là sở hữu hai chiếc mùng cùng kích cỡ 1m6 hoặc là 1m8, hoặc là mình mua một chiếc này một chiếc kia đều được quý vị nha. Và chúng ta sẽ có ngay quà tặng hấp dẫn là một bộ ráp không mền nữa. Tất cả đều sẽ được đóng gói một cách kỹ lưỡng và giao hàng đến tận nhà cho quý vị tại 61 tỉnh thành. Thưa quý vị, như vậy là thời gian mua sắm của chúng ta cũng đang bắt đầu dần trôi qua rồi. Nếu như đến thời điểm này mà quý vị đang nhìn thấy được là cả nhà của chúng ta và mỗi đêm trước khi đi ngủ mà mình phải vất vả như thế này đây, mình sẽ không yên tâm, bởi vì là những cái loại côn trùng, những cái tiếng côn trùng khó chịu nó sẽ vo ve bên tai mình nè, rồi chưa kể là cắn đốt vào cơ thể của mình nữa. Nhưng giờ đây thì chỉ từ 3 đến 10 giây thôi, mình bung ngay chiếc mùng tự bung bảo lộc ra và mình sẽ có một không gian nghỉ ngơi phải nói là an toàn và trọn vẹn cho cả nhà của mình luôn quý vị ạ. Vừa thoáng mát đó Khanh à, bởi vì với chất liệu vải tuyên thoáng mát nhẹ nhàng như vậy nha, gió vẫn luồn được vào bên trong và đảo chiều liên tục, và bên cạnh đó thì bụi bặm nè, côn trùng sẽ không xâm nhập vào bên trong không gian mà chúng ta nghỉ ngơi đâu. Và quý vị cứ nghĩ đi, là tối nào mà chúng ta cũng đã mệt mỏi rồi mà mình khi mà đi ngủ là cảm thấy không có được thoải mái nữa, cứ trằn trọc và xoay trở qua lại như vậy thì sáng ngày hôm sau năng lượng sẽ không tốt quý vị nha. Nhưng giờ đây thì với 559.000 đồng, chúng ta mua ngay một bộ hai mùng tự bung của thương hiệu Bảo Lộc là mình đã an tâm hơn rất nhiều rồi đó. Và đặc biệt khi mua sắm cùng với VTV Hyundai Home Shopping trong chương trình này thì mình sẽ còn được nhận thêm một bộ quà tặng rất là ưu đãi và rất là tiện lợi khi sử dụng, đó chính là một bộ ráp không mền quý vị nha. Chúng ta có hai áo gối nằm, một áo gối ôm và có thêm một tấm ráp nữa, có thể là phù hợp với kích cỡ mùng mà quý vị đã lựa chọn. Thưa quý vị, thời gian mua sắm không còn nhiều nữa rồi, nhanh chóng sở hữu ngay cơ hội mua sắm đặc biệt hấp dẫn với bộ hai mùng tự bung của thương hiệu Bảo Lộc, giá bán ưu đãi 559.000 đồng mà thôi. Có hai kích thước cho mình dễ dàng lựa chọn luôn, 1m6 x 2m hay là 1m8 x 2m quý vị nha. Màu sắc ngẫu nhiên giao về tận nhà, tặng ngay cho quý vị một bộ ráp không mền bao gồm hai vỏ gối nằm, một vỏ gối ôm và cả thêm một ráp dừa với cùng kích thước với mùng nữa chứ. Màu sắc tươi tắn quý vị ạ. Từ nay với mùng tự bung Bảo Lộc, bảo vệ giấc ngủ cho cả gia đình của mình luôn. Mùng tự bung Bảo Lộc có thiết kế thông minh và màu sắc trang nhã. Khung mùng được làm bằng thép đàn hồi cao, chất liệu vải tuyên nhẹ và thoáng khí. Một cửa ra vào thiết kế khóa kéo hai mặt tiện lợi. Mỗi góc mùng đều có thun giữ cố định với nệm, phòng tránh được những côn trùng có hại. Và với mùng tự bung của thương hiệu Bảo Lộc, quý vị an tâm khi mà chúng ta sử dụng, bởi vì sao ạ? Dễ dàng cất giữ, thao tác đơn giản và sử dụng được ở rất nhiều không gian khác nhau. Mùng tự bung Bảo Lộc không còn sợ côn trùng, muỗi hay bụi bặm quấy phá giấc ngủ của mình, đảm bảo giấc ngủ ngon và sâu cho cả gia đình. VTV Hyundai mang cả không gian mua sắm tiết kiệm và tiện lợi đến ngay trong ngôi nhà của bạn. Chúng tôi giao hàng miễn phí tận nơi, rộng khắp 63 tỉnh thành trên cả nước.
khách hàng an tâm thanh toán chỉ sau khi đã kiểm tra và nhận đủ hàng hóa. Bên cạnh đó, khách hàng còn được đổi trả hàng miễn phí trong vòng 7 ngày sau khi nhận hàng. Quý khách lưu ý giữ lại hóa đơn đầy đủ để được hưởng chính sách bảo hành sản phẩm. Hãy nhanh tay gọi ngay đến 1900 7137 để được tư vấn và đặt hàng 24/7. Quý vị thân mến, như vậy là thời lượng của chương trình đã trôi qua rất là nhanh phải không ạ? Và có rất là nhiều những gia đình trước đây bày tỏ sự yêu thích đối với những chiếc mùng tự bung từ thương hiệu Bảo Lộc. Và còn nếu như mà gia đình của chúng ta vẫn thiếu một dòng sản phẩm tiện lợi như thế này thì đã đến lúc chúng ta cân nhắc và lựa chọn sở hữu ngay một bộ bao gồm hai chiếc mùng tự bung đến từ thương hiệu Bảo Lộc quý vị nha. Và quý vị cũng thấy những cái sự thuận lợi trong quá trình sử dụng mà chúng tôi đã liên tục chia sẻ một cách rất là dễ dàng trên phim trường của VTV Hyundai cùng với quý vị đúng không ạ? Cả Kiều Khanh lẫn Tú Trinh đều đã từng sử dụng qua dòng sản phẩm và cũng tự thao tác với nó luôn. Thời gian đầu có thể là hơi khó một tí xíu bởi vì mình chưa có quen với lại những cái nếp gấp của cái phần khung thép đó quý vị. Tuy nhiên qua một cái khoảng thời gian nhất định khoảng 2-3 lần mà thôi là chúng ta rất là dễ dàng quen, bung ra đã dễ rồi nè, xếp lại cũng dễ không kém quý vị ạ. Đúng rồi thưa quý vị, và với thiết kế rất là chắc chắn như thế này với bộ khung bằng thép quý vị nha, kết hợp cùng với chất liệu là vải tuyên thoáng khí như vậy nữa thì với bộ mùng tự bung của thương hiệu Bảo Lộc sẽ là một giải pháp giúp cho mình có thể là an tâm khi mà chúng ta ngủ ngon nhất mỗi đêm, không chỉ là chính bản thân của mình mà là còn là cả tất cả mọi thành viên trong gia đình của mình nữa. Chúng ta không có sợ bụi bặm ở bên ngoài nè quý vị, không có sợ những cái loại côn trùng độc hại nè, để từ đó thì mình cảm thấy là an tâm hơn khi mà chúng ta nghỉ ngơi mỗi ngày quý vị nha. Đó, với sự đàn hồi từ bộ khung như vậy nên quý vị cứ an tâm khi mà chúng ta sử dụng quý vị nha. Cơ hội mua sắm hấp dẫn khi mình nhanh chóng sở hữu ngay bộ hai mùng tự bung đến từ thương hiệu Bảo Lộc, một thương hiệu đã rất là quen thuộc trên VTV Hyundai Home Shopping rồi. Và đây là sản phẩm bán rất chạy quý vị nha, bởi vì những tính năng rất là cần thiết cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Sản phẩm của nhà mình có thiết kế là thao tác lắp ráp rất là đơn giản và còn dễ dàng cất giữ quý vị ạ. Khung mùng được làm từ thép đan hồi nè, chất liệu vải tuyên nhẹ thoáng khí, gió vẫn dễ dàng đảo chiều ở bên trong. Ngoài ra có thêm khóa kéo hai chiều nữa làm bằng thép không gỉ quý vị nha. Cả bên trong và bên ngoài chúng ta đều dễ dàng kéo được ngay thôi. Nhưng đặc biệt nhất là ở đây cơ hội mua sắm này quý vị đừng nên bỏ qua, bởi vì sao ạ? Mức giá chúng ta rất là ưu đãi luôn, 559.000 đồng mà thôi. Hai kích thước cho mình dễ dàng lựa chọn 1m6 hoặc 1m8 với màu sắc ngẫu nhiên tươi tắn. Quý vị chỉ cần gọi điện thoại đặt hàng ngay bây giờ thôi nha. Để còn được nhận tặng thêm một bộ rác không mền bao gồm hai vỏ gối nằm của chúng ta nè, một vỏ gối ôm và thêm một rác giường cùng kích thước với chiếc mùng mà chúng ta sở hữu nữa đó. Và khi mà chúng ta mua sắm bộ hai mùng tự bung từ thương hiệu Bảo Lộc đó quý vị, thì chúng ta hoàn toàn có thể là lựa chọn sở hữu cùng một lúc là hai mùng cùng kích cỡ quý vị nha. Tuy nhiên là mình muốn sở hữu cho gia đình của mình một phòng á là mùng 1m8, một phòng mùng 1m6 thì đều được quý vị ạ. Cứ thoải mái trao đổi những điều đó cùng với những nhân viên tổng đài của chúng tôi khi mà đặt hàng quý vị nha. Và với cách thức đặt hàng như thế nào thì chúng ta cũng sẽ có ngay mức giá ưu đãi là 559.000 đồng cho bộ hai mùng, còn có thêm quà tặng là điều mà quý vị đang mình quan sát thấy trên màn hình của chúng tôi nữa. Và quý vị thấy đó, chọn một bộ ráp không mền cũng sẽ giúp cho chúng ta có được một giấc ngủ thật là chất lượng, thật là ngon phải không ạ? Nếu như mà bộ ráp là nâng đỡ cái phần lưng của mình nè, mình cảm thấy thật là dễ chịu, là không có bị ảnh hưởng đến làn da trong quá trình ngủ này nha. Còn mùng thì bảo vệ sức khỏe của những thành viên trong gia đình của mình. Tuy nhiên đã không còn quá nhiều thời gian nữa rồi để chúng tôi có thể là chia sẻ thêm cùng quý vị, và rất mong sẽ được gặp lại quý vị trong những chương trình sau. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt. Quý vị có thể tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại vtvhyundai.vn.